Chào anh chị đến kênh của Tuấn TV. Thì hôm nay lại quay trở lại với cái mảnh đất ở Nghĩa Trang, gần Nghĩa Trang này nha. Hai mặt tiền luôn, mặt tiền trước là 11,9 mét, mặt tiền bên đằng sau bên cạnh là một cái đường ra, đằng sau đang làm đường đi thẳng ra nhà máy in tiền, đường khu công nghệ cao Hòa Láng, Hòa Lạc. Đằng sau bên cạnh là 28 mét mặt tiền bên hông đấy. Thì mảnh đất này 16 triệu, rẻ hơn mặt bằng chung là từ 20 đến 23 triệu. Nhưng mà do vì lý do về phong thủy là nên nó bị rất là khó bán, cũng như là cái năng lượng vào đất thì rất là yếu. Tôi thấy vào rất là khó. Anh chị lưu ý là khi chúng ta có những mảnh đất mà giá nó rẻ hơn so với giá thị trường chung ấy, chúng ta phải để ý và chúng ta đừng cố mua, vì những nơi này rất là khó kinh doanh, cũng như là xây nhà cho thuê trọ, vì xung quanh nó rất là nhiều thứ về phong thủy không tốt, nên anh chị nên lưu ý cân nhắc khi mua những mảnh đất gần Nghĩa Trang mà nó lại nằm hai giáp hai mặt tiền và chở trục đường lớn như này, và giá rất là mềm, 16 triệu so với mặt bằng chung là có 20 đến 23 triệu. Vâng, anh chị em kinh doanh bất động sản hãy lưu ý nhé. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh của Tuấn TV. Vâng.